thích mấy cái gọi là bad boy. Thích bad boy xong rồi ghi story cho nhiều vô ha. Kệ người ta đi. Nào Hà Thu, theo em thì bạn số 5 này làm nghề gì? Làm MC đám cưới. Tại sao? Em nhìn ảnh có nét nét giống anh, nhưng mà vui nhộn hơn chút. Thôi được, em hay lắm. Anh Khánh Phương nói giọng Nam hay giọng Bắc ta? Anh Khánh Phương giọng Nam, hình Bắc. Như là giọng Nam, người cho Nam. Em đêm lung linh đúng không? Tiếp sau biết là người cho em đêm lung linh cùng tiếng sông nơi biến lớn. Giọng Nam, giọng Nam rồi. Những ngôi sao trên cao. Từng em chiếc khăn, khăn gió ấm. Từng em chiếc khăn gió ấm. Không, cái giọng gì hát nghe lạnh lắm. Nào, bây giờ Hà Thu, em sẽ đoán ai sẽ là người có cái nghề hát giống Khánh Phương. Ở đây có ba nam, mà chị thấy anh số 5 anh cứ nhìn chị cười cười hoài. Chị nghĩ anh giống Khánh Phương đó. Cười cười là không phải đâu. Có mình ảnh là có áo ấm rồi đó. Thì ảnh sẽ là hát chiếc khăn gió ấm. Chiếc khăn áo ấm. Chiếc khăn áo ấm là không phải Khánh Phương rồi đó. Hai người mà căng thẳng này nè thì mới là một trong hai người hát giống Khánh Phương. Đúng cái nghề người ta, ta mới bắt đầu. Chọn đi, chọn đi. Vậy hả? Là nét diễn của chị á hả? Chứ bây giờ không để mấy người kia sợ. Đừng chọn tôi, đừng chọn tôi, đừng chọn tôi, đừng chọn tôi. Nó đâu thể nào căng thẳng được. Vậy hả? Thôi em nghe chị lần này nha. Thôi đừng, cứ bình tĩnh. Chị căng thẳng, chị căng thẳng nhỉ. Em cảm thấy tin được chúng ta thì em chọn số 5 đi. Em cảm thấy tin được thì em chọn đi. Sao anh căng với em vậy? Anh phải là căng bởi vì anh có cảm giác như em không tin đúng người, em lại. Ủa MC mắc gì căng? Căng bởi vì sao? Vì làm gì chị căng MC? Ủa tự nhiên căng kìa. Bởi vì bảo tôi là tôi không đáng tin, trong khi đó Puka mới lại đáng tin. Chương trình mình không ai thoải mái, khán giả con thoải mái đâu. Tức ghê luôn á, coi chương trình giải trí mà anh căng thẳng hết. Lấy gì anh nhét cái tay bên này cho em lại được không? Em không muốn nghe những cái lời đó. Chết rồi, tụi mình bị bỏ ngoài tay thiệt rồi chị ơi.